Đây là con cá thòi lòi mà vừa nãy sóng nó đánh một cái bay lên đây luôn này. Mình hất nó xuống này. Rồi xuống dưới rồi. Xin chào mọi người, bây giờ là 2 giờ thì bến đò bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Xe mình sẽ gửi vào trong này. Trong này. Gửi vào trong này khoảng 5.000 một người. Bao nhiêu một người anh nhỉ? 5.000 rồi. 15. Rồi cho em gửi 30 hai người. Người ngồi trên đây này. Rồi, ok, cảm ơn anh. Xin chào, hiện tại Duy đang có mặt trên đảo Thành An sau hơn 30 phút đi đò. Đến đây thì mọi người có thể là chọn lựa đi bộ hoặc là có cả xe ôm, tùy ý mọi người. Giới thiệu sơ qua về đảo Thành An này á, vị trí là nằm ở cách trung tâm Sài Gòn là 70 km về hướng đông. Đây là xã đảo Thành An thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có diện tích là 131 km² với khoảng 5.000 cư dân sinh sống. Thì nơi đây thì ngư dân chủ yếu sống bằng nghề gọi là đánh bắt hải sản. Vì đảo có diện tích khá là nhỏ cho nên là hai thằng mình lựa chọn phương tiện là đi bộ để khám phá cái hòn đảo này. Cảnh đầu tiên mà mình đến đảo Thành An là một con đường bị ngập nước như thế này này. Cái này là nước thủy triều nó lên hay là nước dâng lên mà biển này đúng không, có nhiều chứ ạ, nhưng nó ngập hơn đấy chứ. Đây chỗ hội đồng nhân dân này đã bị ngập rồi. Ở đây có bông. Đây là đại đảo Tam Kỳ phố Độ. Hải sản ở đây bán rất là rẻ nhá, rẻ hơn ở chỗ chợ Hàng Dương rất là nhiều. Này thì nắng quá, hiện tại thì nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 34 độ C. Tôm tươi. Bây giờ là gần 3 giờ thì chiều lên rồi, nước này ngập lên rất là cao. Đây nước mọi người thấy đang đùn lên này. Ở ngoài xa xa cái khoảng 50 mét là biển rồi. Đây nó thấp thì mới đấy. Mọi người nhìn thấy này, ngày nào bây giờ nó đang lên thì có nước thủy triều đang lên à? Nước tràn hết vào nhà luôn rồi. Mọi người nhìn này, anh trà đang lên này, thủy triều đang lên này, nhà đây khá là thấp. Nhà này nhiều. Nhà này nhà này thấp nhất này. Nhà có còn cao hơn xíu nữa. Yeah. Nhà này làm cao hơn rồi nữa. Thì cao. Cao sướng quá. Quay lên bóng thôi. Yeah. Quay cả nước á. Đây này, chúng ta lên bãi đá này. Đi ra bãi đá này được này. Mình sẽ đi đường này men ra ngoài bãi đá này. Đây đường này đi dọc biển luôn. Đi qua lên phải xin đem đi chứ. Mình chỉ đây này, nó nằm ở ngoài đây này. Đây là cái bậc xuống của nó này. Nhưng mà vừa nãy chú ngư dân ở đây ấy, chú nói là hiện tại bây giờ là 3 giờ thủy triều lên rất là cao rồi, cho nên là cái bãi đá này ấy đã bị ngập hết rồi. Bây giờ nước lên tận đây rồi, cho nên là mình không ra được cái bãi đá nữa. Thì tầm khoảng 5 giờ chiều nay thì nước rút thì đám bãi đá ngoài đấy mới hiện lên thì mới rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại thì khoảng 5 giờ mình về rồi, cho nên là ngày hôm nay thì không ra ngoài khám bãi đá nó được.
hẹn đợt sau có thì quay trở lại đây. Thì mọi người có thể thấy cái đường này này, cái đường bờ kè bằng đá, bằng bê tông này này, kéo dài rất là vòng dài này, vòng ra tị ngoài kia luôn. Đó, dài khoảng vài cây số thì mình cũng chưa đi hết. Cái bờ kè này có nhiệm vụ là để chặn nước ra khỏi tràn qua bên này nhiều. Thì đâu đó có một cái mạch để chạy qua đây thôi. Bên này là rừng ngập mặn này. Đây là biển bao la. Này mình bắt cái gì vậy? Khía. Khía hả? Nước lên cao đấy. Anh đang bắt khía. Có hả? Ô, vậy là nó bò lên cây à? Con kia bắt mới được rồi. Dạ. Bữa nào mình xuống đây ở đêm mình đi bắt. Bữa nào ở lỡ đêm đi, dùng quay. Này, mình zoom lên cho mọi người thấy này, mọi người có thể thấy con ba khía này đang bò không? Đó, nó đang bò lên đó. Con này hai con bự luôn. Đó, trời ơi. Cuộc sống về chiều ở đây rất là yên bình. Người dân ở đây thì mình thấy rất là thân thiện luôn. Đây tôm tích luộc. Ra đảo cái gì nhỉ? Ra lăng cá ông cũng nào không nhỉ? Hay bên đây là đến rồi hả? À rồi, có cảm ơn cô. Dạ, con chào chú. Dạ. Lăng ông. Có lăng ông này chứa xương, có chứa xương gì không chứ? Có chứa xương ông ở trong này không? Cá voi không? Ý là lăng ông này, này lăng ông này là sao? Lăng ông này là tới hát này, rằm tháng 10 là hát. Rằm tháng 10 phải không? Nửa 2 tuần nữa. 2 tuần nữa là hát vô đây này. Ở đây có bộ xương gì, cá voi gì không ta? Không có phải không? Xương voi ở đó là như con... Ở đâu ta? Con nghe nói cái khu vực này có cái bộ xương cá voi to. Như ta chưa có mở da đó. Chưa mở. Cái loại xương ông á. Đúng rồi. Xương ông cá ông á, để ta đem lên. Đây là gần hát dành tháng 10 là các năm tháng 10 à, đông lắm phải không ạ? Đông lắm, đánh bắt ở xã này là ta nghỉ hết, chủ yếu là gì ta tiếp khách. Dạ. Anh em ta đến cho vui, giờ bắt đầu đi kinh cho là vậy là đúng rằm tháng 10 phải không? Đúng rằm tháng 10 nhưng mà nó có hát 3 ngày. Tới ngày mà dằm 16, 17 đó, 17 trung tuần trung dương là đến 18. 18 luôn, 3 ngày luôn. Đi kinh là đúng ngày 15. Mình xuống cái mình cái việc đi đại cho hết đó. Bừng nữa, lên bắt đầu lên biển là chạy vòng quay trên biển trên đồ đó, là bắt đầu cái khác cái kia nó tụ họp vậy đâu nữa, hôm đó nó muốn lăng sao cho đốt pháo, sau này cấm đốt pháo thì nó ít vui hơn, đốt pháo chiếc này đốt chiếc kia đốt. Với ai xong bắt đầu cái múa lăng trên bộ vô đây. Cúng ngay đây luôn, cúng giờ tối trên đây hát nè, anh em tụ họp lại giờ bắt đầu cái nhà nào có bạn có khách thì cái việc đãi ăn trong nhà vòng ra chiều ra biển vậy đó. Càng ra biển đặt ra ngoài biển cái đá đó, ngồi mấy bạn người yêu nó dắt vô được vô. Vui thế, nghe vui thế. Vậy chắc phải nửa tháng đấy con ghé thử xem nào. Đây là mến khách. Tính là nghèo nhăn nghèo nghĩa thì lo, tiền rồi. Người bạc trả cho là nghèo. Dạ, nhưng có con cháu đến là mừng lắm. Dạ. Bữa này xuống hả, chứ ta thủ đồ ăn trước. Ta chỉ nghĩ được trời xuống đây, người ta không nghĩ gì đó. Là ta nghĩ được ta thủ đồ ăn nữa, tới ngày đó ta biết là buôn bán không bằng nó cũng cái gì dạ, đó hết. Thủ vô con cháu vô đây với con ăn, vậy đó là mừng. Vui đúng rồi. Ở đây có cái là nó vậy đó. Tình cảm, có thấy rất là tình cảm. Không bao giờ mà cái dạng nhưng mà ăn hiếp khách lạ đó. Ăn hiếp là nhảy liền, có chuyện gì báo chính quyền, đừng bao giờ làm như vậy. Mang tiếng xã đảo này, người ta không thấy. Dạ đúng rồi. Tao an toàn, an ninh nó chặt chẽ. Chứ không phải là thấy khách làm mà ta ăn hiếp không được. Có gì ta cũng nhảy vô cái binh nữa. Dạ. Yeah. Lại không bị bính ta cũng nhảy vô cái binh. Có gì mày làm gì kia vậy? Đúng rồi. Mang tiếng ra đúng không ạ? Được quý vị ấy đó. Dạ rồi. Tới giờ mấy người nè. Dạ rồi, mấy ông chào mấy chú thì có gì để ở đâu? Rồi em biết ở đây mà nó chú gọi điện thoại là không mừng thái, không nghĩ gì đó, nghĩ cái là phải gì. Dạ rồi. Ta ăn còn mình ăn hết. Sao ta ăn ta nhắc là kiểu như hoài á. Đúng rồi. Quất vô bụng xong rồi đâu có còn gì nữa. Cho cái tình cảm. Cái tình cảm lắm. Dạ rồi, cũng cảm ơn trước. Dạ. Đây là lăng ông thủy tướng này mọi người. Lăng ông hay gọi là lăng cá voi đó. Mình nghe nói là khoảng rằm tháng 10 ở đây có một lễ hội về cá ông rất là lớn. Mọi người từ khắp nơi đổ về đây. Cho nên là ráng sắp xếp rằm tháng 10 mình sẽ ghé lại đây một lần.
miếu bà xã Thạnh An này. Nhìn răng kinh nhỉ, nhìn cái miệng nó ghê không? Sắc lắm nhỉ? Hả? Cái này chết rồi chị nhỉ? Chết rồi phải không? Ôi, cái cặp răng nó này. Em thấy không? Đúng rồi, lủng ruột thật đấy chứ. Ồ. Cái này mới đánh về à chị? Chỗ này mới đánh về à? Tươi rói luôn. Cái gì đây đẹp thế, lạ thế. Ok. Đó. Chị mới đánh về này. Mới đánh về. Như vậy? 6 lạng 60. Con này giá bao nhiêu đây chị? 100 à hay là bao nhiêu? 100 một tí. Ồ. Đây là lịch chạy đò và giá vé các tuyến đò khách này. Đó. Đây có rõ nha. Ồ. Chà. Mạnh thế. À, khác xa với không khí khô xô bồ ở Sài Gòn thì nếu bạn nào mà muốn thay đổi không khí thì mình cứ xách xe chạy trong đây tầm khoảng 70 km thôi về hướng đông, cuộc sống rất là mơ ước. Tổng giá 10.000 hết. Ok, đây là chè này cô. Có bán ở đây nhà cô đây luôn à? Không chè nào ngon không? Cô thấy chè nào ngon? Thập cẩm đi. Thôi cho con lấy con thập cẩm đi, thập cẩm ăn được. Thử đi. Đây là chè bán trên đảo này mọi người. Đó, xe chè của cô. Cô bán này lâu chưa cô? Hả? Cô bán này lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm, gần 20 rồi. Mười mấy năm, gần 20 rồi hả? Chè này chè của 6. Chè gì 6 này? Cái hạt gì có hạt lựu à? Đó, hạt lựu đó. Đây là thập cẩm này. Lấy tiền đằng sau này. Nước cốt dừa. Đó, thập cẩm đấy, 1 ly 10 ngàn đấy. Ăn nhiều nước cốt dừa con ăn ít lắm. Quá đầy đặn luôn, 10 ngàn quá đầy đặn luôn. Cảm ơn nhé. Đây, con cầm tiền luôn. Ok, cô. Cảm ơn cô. Lung linh. Đó, 2 ly. 2 ly 20 ngàn thôi nha. 1 ly 10 ngàn này, cái đầy đủ thập cẩm luôn, đầy đủ loại luôn. Này, hạt lựu này, đậu đen này, nước cốt dừa này, vân vân, rất là nhiều. Mời mọi người. Thơm nhá. Ở Sài Gòn chưa chắc có cái chè này như đâu nhá. Đó. Mời mọi người nhá. Thì đấy vừa nãy con bảo bây giờ con mới hẹn gặp cô đây. Mì thịt không hả cô? Bây giờ đi tìm cô. Bán như thế nào? Hai que là 15.000. Hai que hả? Lấy cho con một ổ đi để cắt ra làm đôi cho con, để nãy giờ ăn no nhiều quá. Để ăn thử thôi. Rồi, cảm ơn cô. Mười đấy. À, đây là bánh mì này. Một nãy giờ ăn khá là nhiều rồi cho nên là một đồ này là 2 que thì mình đã chia đôi ra mỗi người một nửa để ăn thử thưởng thức nghe này này. Cảm ơn cô nhé, đưa tiền rồi đúng không? Mì thịt nướng ngon quá. À, vì xã đảo ở đây rất là nhỏ cho nên là đường xá thì khá là gần và chi chít cho nên là mình đi một vòng thì khá là nhanh. Bây giờ thì cũng gần 5 giờ rồi, chuẩn bị ra ngoài bến đò, bắt đò về lại đất liền. Ơ, đi cho mình chạy xe cả. Chạy xe. Giờ là 5 giờ này, tàu ở bên ngoài đất liền ra đây này mọi người, cực kỳ đông nhá. Đó. Khá là nhộn nhịp. Hi, chào mọi người, thì bây giờ đã là 5 giờ rồi. Bây giờ là Vi đang ở trên bến đò để đi về đất liền ở bên Cần Giờ bên kia.
thì chuyến đi tham quan Cần Giờ và sát đảo Hội An hôm nay của chuyến đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Chào mọi người, bây giờ là 6 giờ này. Mình chiếu cái đoạn cuối này là trên đường về nha. Tối om rồi đó. Dành cho bạn nào quyết định mà nếu mà đi từ 5 giờ về á, từ đảo ra mà về á, thì bây giờ là 6 giờ rồi, đường tối này không có đèn nha, khá là nguy hiểm. Đây, từ đây về Sài Gòn, cách trung tâm Sài Gòn khoảng hơn 30 km nữa, cho nên là mình tranh thủ về đoạn này. Đoạn này không có nhà dân luôn, khá là nguy hiểm đó. Ok, let's go. Ở đây lâu lâu chỉ có một cái xe đi ngang qua thôi, còn lại là bây giờ có hai thằng mình độc chiếm một cái con đường này. Tối quá mà.